rời quả bóng thành nửa hình tròn. Ủa, cô ấy đang mang bầu. Kẻ theo viền mẫu. Lấy cuộn chỉ nào đây. May hai nửa lại. Thử gì đó mới mẻ nào. Thêm thắt lưng. Cổ tay áo. Trên bụng là logo Hello Kitty. Hello Kitty sắp có em bé nè. Các cô gái đi mua sắm. Cửa hàng đẹp đó. Cha, đẹp quá à. Ồ, nhìn kìa, những chiếc váy tuyệt vời. Cha, đó là màu mà mình thích. Phải thử cái này mới được. Ồ, nó không vừa. Giúp mình với. Nào, chúng mình không thể. Sao vậy nhỉ? Thử cái khác thử xem. Cái này thì sao? Hoặc là cái này. Thử đi. Cha, chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ một chút thôi. Không. Có vẻ mình cần một cửa hàng cho bà bầu. Đi xem nào. Gặp Kurumi nào. Hãy thêm các điểm nhấn màu đen. So sánh với ảnh xem. Y như bản sao. Cắt cổ áo nha. Xong. Đã đến lúc thay đồ. Toàn màu đen. Ghép chú dơi. Thật đáng yêu. Kurumi cũng sắp có em bé. Ồ, đúng là một suất Happy Meal lớn. Mình đã ăn rất nhiều. Cả bụng mình cũng to lên. Giãn cơ chút nào. Huấn luyện viên đang tuyển học viên. Mình muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Trông cậu đầy động lực. Ồ, làm tốt lắm. Mình gợi ý, bắt đầu với máy chạy bộ nha. Dễ và hiệu quả. Kurumi tăng tốc hết mức có thể. Nhanh hơn, tiến lên, nhanh hơn đi. Phiêu, xong buổi học. Cậu thật tuyệt. Wow, bụng không nhỏ lại chút nào. Ồ, những đứa trẻ dễ thương. Mình đoán mình đang mang bầu. Hi hi, bằng chứng đó. Có một chiếc gọt bút chì nằm trong hộp bút. Lấy nhựa trong suốt nha. Dính keo vào phần thân. Chọn màu. Tô lên gọt bút chì. Quá lười gỡ rối tai nghe ư. Không sao cả. Nút tai nghe. Kết nối dây với ống nha. Máy siêu âm sẽ giúp bác sĩ nhìn rõ hơn. Có một hàng người tại phòng khám bác sĩ. Khi nào phòng khám mở? Chúng ta phải đợi bao lâu đây? Kitty và Kurumi cũng đến để kiểm tra sức khỏe. Xin chào, chúng mình đến như đã hẹn trước. Ồ, mời vào phòng. Mình có thể giúp gì cho cậu? Chúng ta sẽ sớm làm mẹ thôi. Ồ, xin chúc mừng nha. Nằm xuống giường đi nè. Có đau không? Ồ không, siêu âm đơn giản thôi. Cha cha, để xem. À hả? Sao cậu lại nhìn vào đầu của mình? Mình có bầu mà. Ồ vâng. Ồ, ai đó đang cử động nè. Rõ ràng là có em bé trong đó. Đến lượt mình. Chuyển động kỳ lạ. À, cô y tá bị đẩy xuống sàn. Cậu có sao không? À, xin lỗi nha. Những em bé thật thú vị. Mở hộp đồ chơi LOL. Cắt hình làm đôi. Chuẩn bị vật liệu nha. Một nửa Kurumi và một nửa Hello Kitty. Các cô gái quyết định tổ chức party tiết lộ giới tính. Tất cả khách đều có mặt. Các bà mẹ đâu rồi? Đến muộn à, chúng mình đã chờ rất lâu rồi. Chào mọi người. Cha, đã đến lúc tìm ra các em bé là ai. Mình có gậy đây nè. Ai đầu tiên nào? Mình trước. Cô ấy không có đủ sức. Miyata vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ cậu thử đi. Kitty vung gậy tốt. Đập, đập nữa. Mạnh lên, cùng nhau nào. Chính xác, chúng ta sẽ nhân đôi sức mạnh. Yay, thành công rồi. Chúng ta thấy gì nào? Yuhuu, Kurumi sắp có con trai. Và Kitty sẽ có một bé gái. Chúc mừng nha. Các bà mẹ vui lắm, thật là tin tốt. Hoan hô, lũ trẻ nhất định sẽ hợp nhau.
Đây là những đứa trẻ nè. Hãy phóng to chúng ra, làm phần bóng dày hơn. Quấn vòng tròn bằng một sợi dây. Hãy dựng những khối xốp nha. Dán bằng giấy xốp lấp lánh. Khung chụp ảnh Hello Kitty và Kurumi. Bạn có thể chụp nhiều hình ảnh vui nhộn ở đây. Hai cô bạn đi dạo trong công viên. Kem ngon quá đi. Chúng ta làm gì đây? Rất nhiều trò chơi mới. Chúng ta đang có bầu mà, nhưng không sao, thử xem. Yeah, mình là vận động viên leo núi. Ước, không được rồi. Được rồi, chỗ chơi này không dành cho chúng ta. Wow, nhìn khu chụp ảnh vui quá đi. Cái này dành cho chúng mình đó. Chụp ảnh nha. Ồ, đổi chỗ đi. Bụng không vừa chỗ này đâu. Mọi thứ đều cản trở. À, chúng ta sẽ không có ảnh sao? Cố lần cuối đi, để mình thử xem. Ước, bụng Kurumi đã tạo ra một lỗ hổng ở chỗ chụp ảnh. Wow, đó là một ý tồi. Nhưng có còn hơn không mà. Ồ, đáng yêu. Mình phải chụp lại cái này. Tạo dáng đi các cô gái. Buổi chụp ảnh vẫn thành công. Nắp nhựa hình cuốn. Dán một vòng tròn giấy xốp. Ống hút dùng được đó nha. Luồn dây. Tất cả kim tuyến đều ở trong lọ gọn gàng. Đổ đầy các lọ nha. Nối dây. Ống nhỏ giọt cầu vồng với dung dịch ngọt ngào sẽ giúp phục hồi sức. Cô y tá đã có một ngày vất vả. Heo, mình cần phải nghỉ ngơi. Lướt tin trên điện thoại nào. Sắp hết ca làm việc rồi. Giúp với, em bé. Sắp chào đời rồi. Không đơn giản như vậy được đâu. Chúng ta cần bác sĩ. Sắp rồi. Mình đến đây, mình mang bất ngăn đến nè. Lần này y tá đã cố hết sức rồi. Con của cậu đây. Chúc mừng nha, cậu đã trở thành một người mẹ. Mình vui quá à. Bé thật đáng yêu. Bây giờ truyền cho mẹ và bé thứ nước ngọt ngào nào. Nó sẽ cho bạn sức mạnh và năng lượng. Hello Kitty yêu tất cả mọi thứ cầu vồng. Yum yum, ngon quá đi. Mang em bé đến. Có một đôi tai trên đầu bé. Cổ áo đen đính cườm. Và một chiếc bỉm đen. Bé Kurumi là bản sao chính xác của mẹ. Hello Kitty và Kurumi hoàn toàn trái ngược nhau. Kitty giữ cho phòng mình gọn gàng và ngăn nắp. Còn người hàng xóm luôn bày bừa. Bé trai Kurumi mang đến sự hủy diệt. Đồ chơi bay theo mọi hướng. Sao mà cậu sống sạch sẽ được thế? Hi, mình chỉ gấp mọi thứ lại và để mọi thứ vào vị trí của chúng thôi. Dậy mình đi. Đây nhìn nè. Tất cả đồ chơi để ở trong gương. Cũng đến lúc dọn đồ đạc rồi đó. Tất cả chất thành đống. Ồ, cảm ơn. Không sao đâu. Phải nhặt mấy khối lập phương nữa. Như thế không được đâu. Kurumi không thể ở yên được. Cậu thấy quá nhàm chán. Căn phòng lại bừa bộn rồi. Cậu đã làm gì vậy? Mình vừa mới dọn sạch mọi thứ mà. Nhưng hỡi ơi, các bé khác nhau quá. Lấy một que nhựa nha. Bực. Tạo hình sừng. Biến ra cánh đi. Ngỗng, cho chúng mình mượn cây bút nha. Trang trí đôi cánh. Uốn cong vòng sáng. Bộ đồ thiên thần và ác quỷ. Bọn trẻ đang chơi vui vẻ. Cậu nghĩ họ sẽ cho chúng ta những gì? Hi hi, mình không biết. Các con, sinh nhật vui vẻ nha. Chúng ta đã chuẩn bị quà đây. Mỗi người một bộ, ác quỷ và thiên thần. Yuhu, biểu diễn nào. Toàn bộ sân khấu là của chúng ta. Mình có thể bay. Mình là một chú quỷ xảo quyệt. Hai bé xoay vòng và nhập vai. Những món quà tuyệt vời. Chúng ta có những người mẹ tuyệt nhất. Cắt vé in ra nha. Chỗ này sẽ đủ cho tất cả mọi người. Gấp phong bì. Xong rồi. Chúng ta cần nhét vé vào. Trang trí nó với ren nha. Thêm lông vũ. Những đứa trẻ sẽ vui lắm. Đã đến lúc làm các bé vui rồi. Ngạc nhiên chưa? Mở phong bì ra. Wow, cái gì đây? Cái gì? Wow, vé đi Disneyland. Các con có thích không? Đi chơi vui nha. Đừng quên vé đó.
Ngồi đi con trai, thoải mái chưa cục cưng? Các mẹ cho con đi chơi. Hai đứa trẻ vui vẻ và cười lớn. Kurumi và Kitty rất hạnh phúc. Chọn búp bê phù hợp. Bạn này ổn đó. Chào. Chúng mình đã làm đôi tay từ giấy xốp màu trắng. Kitty có nơ màu đỏ. May chiếc áo rất thớt đẹp từ vải hồng. Nhung đỏ có thể biến thành váy màu hè. Trang trí váy với hình mặt mèo. Mang tất trắng vào. Có băng quấn trên tay. Kitty đang dành thời gian trong phòng của mình. Mọi thứ ở đây rất dễ thương. Ôi, một ngày thật đẹp để dành cho bạn bè. Chào Kurumi, mình nhớ cậu. Kitty, nhà cậu trông thật đẹp á. Chúng mình đây, chào nha. Họ ngồi trên sofa. Kẹo. Họ cần bàn luận rất nhiều điều thú vị. Bạn có muốn tạo một đám mây không? Dễ thôi. Đổ đầy nước vào bát. Cho màu đen vào. Chúng mình đã tạo ra một đám mây bão từ đám mây trắng. Đôi mắt thật đáng sợ. Ui, thời tiết sắp trở nên tệ hơn rồi. Thời tiết thật tuyệt. À, gì thế? Ui, xui ghê. Cái này dính thật á. À, tâm trạng bị phá hỏng rồi. Đám mây bão xuất hiện ở trên. Có lẽ món kem yêu thích của mình sẽ giúp cho mình. Ngon quá. Ô không, rơi rồi. Mình lại gặp xui xẻo. Đám mây lại giận dữ hơn kìa. Chú mèo bị mắc kẹt trên cây. Mình cần cứu nó. Tội nghiệp, đến đây nào. Chú mèo sợ hãi, cào vào mặt cô bé. À, mọi thứ đều bị phá hỏng rồi. Một ngày kinh khủng mà. Đừng nói vậy, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Vận may của cậu sẽ quay lại. Đây, uống đi. Kitty lau vết thương cho bạn của mình. Đám mây giận dữ phải rời đi. Để lại cho các cô gái những viên kẹo. Đo bàn tay. Đây mèo con. Chú để lại dấu chân lấp lánh. Thêm dấu chân vào găng tay. Kitty đang đi dạo trong công viên giải trí. Quầy hàng mới. Có gì đó thú vị. Wow, nhìn những quả bóng bay này đi. Chọn quả bóng mà em thích đi. Kitty cố lấy một quả bóng bay, nhưng móng vuốt cô phá hủy mọi thứ. Khoan, thế thì ta sẽ mất hết hàng mất. Ta có thứ này cho em. Nhìn đi, găng tay mềm. Móng vuốt sẽ không làm xước nữa. Ô, dễ thương quá à. Đây, thử cầm quả bóng đi. Wow, hiệu quả đấy. Mình có thể chơi bóng bay. Cảm ơn nha, tạm biệt. Bye. Làm dép lê. Bọc chân trong giấy bạc. Lông giả bao phủ quanh chân. Gắn vào mảnh đất sét nhẹ tay và răng nanh ngộ nghĩnh. Đây là mặt Kurumi. Có kim cương giả màu hồng lấp lánh ở chính giữa. Bạn không thể mua đôi dép này ở bất cứ đâu. Vì ngay khi một người khác có được đôi giày bay, sức mạnh bay lượn sẽ lập tức biến mất. Chào thế giới. Ôi, chân lạnh quá à. Dép mới của mình đâu? Ôi, chúng thật êm mà. Nhưng mình cần làm quen với việc đi bộ. Ôi, biết mà. Phải rồi, chúng có thể bay. Wow, nhảy nhanh hơn nhiều. Kitty tặng mình món quà thật tuyệt. Làm thân gấu bằng đất sét nhẹ. Các bàn chân và đầu tách ra. Khuôn mặt thật xinh mà. Ba chú gấu nhỏ sẽ làm mọi người vui. Gói chúng vào trong túi. Chúng đáng yêu ghê. Đến sinh nhật Kitty. Cô mời bạn đến quán cà phê chúc mừng. Đến lúc tặng quà rồi. Mình đầu tiên. Sẽ là bất ngờ to bự đó. Xem nào. Wow, gấu siêu đáng yêu. Cảm ơn Kurumi, mình thích lắm. Các cậu nhìn nè. Các vị khách xem món đồ chơi. Một món quà quá tuyệt.
xốp tách thành nhiều mảnh. Đặt pin vào trong vết cắt. Đổ hạt ra nào. Chỉ cần chiếc hộp thôi, tạo lỗ hở. Và thêm một hàng đèn LED. Đèn ngủ Kurumi được trang trí với tai và cổ áo màu đen. Đầu lâu và kim cương giả lấp lánh ở chính giữa. Kurumi về nhà vào buổi tối. Ồ, một ngày thật bận rộn mà. Đến lúc nghỉ ngơi thôi. Mình thật dũng cảm khi ngủ không cần đèn. Một tiếng động lạ đánh thức cô dậy. Cái bóng đó là gì vậy? Dơi hả? À! Kurumi run rẩy vì sợ và ôm lấy gấu bông. Ồ, mình có đèn ngủ mà. Mình sẽ bật nó lên để có ánh sáng. Ồ, cái bóng biến mất tiêu rồi. Cuối cùng cũng có thể ngủ. Làm điện thoại. Lắp phần chính và vài phụ kiện cho ống nghe nha. Tôi điện thoại màu hồng. Khoan chị ơi, đừng chạy mà. Chiếc dây này truyền âm nè. Alo Kitty, nghe đi. Kurumi đến thăm bà vào cuối tuần. Bà, cháu cần gọi điện thoại. Ừ, cháu yêu, ở đây dịch vụ kém lắm. Cháu có thể dùng điện thoại cố định. Wow, trông thật lạ ha. Gọi đi, bà đi làm bánh quy đây. Thiết bị gì đây? Nút gọi đâu nhỉ? Phải mất một lúc, nhưng cô đã tìm ra. Alo Kitty à, cậu sẽ không tin đâu. Cháu yêu, ta mang bánh đến đây. Kurumi thậm chí không dừng lại để ăn bánh. Họ nói chuyện hàng giờ liền. Ha, không mong gặp mình đúng không? Này, cho một ống nhỏ giọt đi. Cắt một phần. Và tô màu xanh. Có thể làm sinh tố từ bạc hà mèo với máy xay này. Đóng nút chai vào. Mọi chú mèo đều thích cả. Kitty và Silver hẹn trong quán cà phê. Bồi bàn, mang cho chúng mình sinh tố mèo ngon nhất. Okay. Cậu từng thử bao giờ chưa? Chưa, nhưng chắc là ngon lắm. Cùng thử xem. Please. Có mùi kỳ ghê. Gì thế? Mình có thể mời cậu nhảy được không? Dĩ nhiên, sàn nhảy là của chúng ta mà. Kitty giẫm lên chân bạn nhảy. Ồ, xin lỗi nha. Đi bộ thôi nào. Làm cánh hoa từ giấy ráp. Tạo hình nụ hoa trên dây hoa. Những bông hoa này đẹp quá à. Lọ hoa tím này sẽ có ích đây. Hãy mượn một ít đất từ luống hoa đi. Một chậu cây trong nhà đáng yêu. Kurumi đến một nhà hàng sang trọng. Bồi bàn, mình đói quá. Chào quý khách, bạn muốn gọi món gì? Mang cho mình món ngon nhất nha. Dĩ nhiên rồi ạ. Bàn của Kurumi đầy đồ ăn. Bánh nè, thử nào. Yêu, không ngon. Gà quay. Mình muốn thử gì khác cơ. Có phải hoa diên vĩ không? Trông ngon đó. Có ai nhìn không nhỉ? Ngon quá. Người phục vụ bị sốc. Ăn thêm chút, chút ngon miệng. Mình sẽ mang về nhà và ăn nốt nha. Các bạn có một thực đơn hoa thật tuyệt. Làm các mảnh cho áo khoác từ vải mềm. Sẽ lạnh đó nếu không có tay áo. Tốt hơn nhiều rồi. Áo khoác thật xanh điệu mà. Trang trí với nơ. Kitty xem video mèo. Dễ thương thật. Ồ, bé này lạnh quá. Khoan, còn mình thì sao? Mình cũng muốn có lông nữa. Cả đồ chơi cũng có nè. Biết rồi. Có áo khoác cũ ở đâu đó trong phòng. Tìm thấy rồi nè. Giờ thì mình bông mềm rồi. Đi dạo thôi. Một người bạn đợi cô trong quán cà phê. Ở ngoài đang nóng. Sao cậu lại mặc áo khoác? Mình cần nó. Mình là mèo đầy lông.
Dù không mặc thì vẫn giống mèo mà, cậu có tai. Có lẽ cậu đúng á. Cởi áo ra đi. Được, cậu thuyết phục được mình rồi. Và họ tiếp tục ăn kem cùng với nhau. Chọn búp bê nha. Gắn đôi tay mỏng lên. Vào đèn led hơ thôi. Sơn màu trắng nè. Sơn màu chiếc nơ. Tô màu đỏ cho quần nhỏ. Bé Hello Kitty dễ thương cực kỳ. Kitty đi dạo quanh thành phố. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mèo từ bãi rác đó. Gì thế này? Có người cần giúp đỡ. Cưng đâu rồi? Bé Kitty sợ hãi chạy ra ngoài. Tới chỗ chị nè. Thế này cưng mới được an toàn. Chị sẽ là ngôi nhà tốt đẹp cho bé. Kitty biến thành bé Hello nhờ tình yêu thương đó nha. Có vẻ mình làm mẹ rồi nhỉ? Mẹ và con sẽ là gia đình hạnh phúc nhất đời. Kitty đu em bé trong xe đẩy. Câu chuyện cảm động quá đi. Cắt hình theo mẫu ra nha. Tạo khối vuông thôi. Phép thuật kỳ lân đây. Dán vào các cạnh của khối. Mấy khối này giúp cho trẻ em phát triển hơn. Bé Hello Kitty buồn lắm. Chơi tàu lửa chán quá đi à. Còn nhà búp bê thì sao? Mơ đi nha. Chắc là ở đây có gì mới chăng? Chả có gì, mình có ý này nè. Bé cưng đi chu du trên tàu với đường kho báu. Tưởng tượng đây là kho báu lấy từ vùng đất xa xôi. Khối vuông à. Bé mèo sưu tầm các ảnh. Cần cho cả thế giới thấy mấy khối lập phương kỳ diệu này. Lên đường thế nào. Biến hình cho bé cưng nha. Phủ bóng nè. Mài nhẵn những chỗ gồ ghề. Hóa thành màu trắng. Ba la xì bùa. Phải có chiếc nơ nữa. Quần nhỏ màu hồng với viền tua rua. Hello Kitty lớn thêm chút nữa. Càng đáng yêu hơn nhỉ. Kitty chơi với bạn bè trong công viên. Nhột quá đi à. Nhìn cầu vồng của mình nè. Kỳ lân của mình rất vui đó nha. Đám nhỏ nhảy nhót trên thảm. Mình trước. Phải, trái, phải. Đến lượt mình rồi. Kitty nhảy giỏi lắm. Sao cậu nhảy hay vậy chứ? Theo tự nhiên thôi. Có ai nghe tiếng mèo không? Bé mèo bị kẹt trên cây kìa. Đám nhỏ tập trung ở dưới. Mình phải cứu bé thôi. Tụi mình bắt thang nhau đi. Yes. Kitty leo lên kìa. Nhảy qua đây đi bé cưng ơi. Chú mèo được cứu rồi. Làm tốt lắm bé ơi. Fluffy chậm chạp không đi. Bé chọn ngôi nhà này. Chúng ta có bạn mới rồi. Dùng tăm xỉa răng nha. Chà nhẵn phần bị gãy. Quấn ruy băng lấp lánh. Ngôi sao bạc. Lấy phần nắp nhựa. Rắc kim tuyến lên nha. Cặp đôi phép thuật. Em bé đến giờ nghỉ ngơi rồi. Con yêu ngủ ngon nha. Bé mèo thiếp đi. Mẹ quyết định tặng bất ngờ cho con. Hello Kitty có giấc mơ rất tuyệt vời. Của mình đây sao? Mình là nàng tiên rồi. Làm liền thôi nào. Phép đầu tiên đây. Ba la xì bùa. Kitty làm phép rương đồ chơi. Nàng tiên búp bê. Ngôi nhà này không đủ chỗ rồi. Phép thuật phóng to nhà. Thành cả cung điện nè. Giờ nó là tài sản của mình. Kỳ lân đâu rồi ta? Làm mấy vòng thôi nào.
bay thôi. Kỳ Lân đẩy bé mèo lên giường rồi biến mất ngay trong đêm. Đúng là giấc mơ diệu kỳ mà. Búp bê hỏng đang chờ đợi cuộc sống mới. Sơn màu trắng toàn bộ búp bê. Cắt bộ đồ mới nào. Chiếc yếm màu đỏ với áo thun. Chọn giày nè. Giày đẹp đó nha. Hello Kitty thành thiếu nữ dễ thương rồi. Ngày đi học đầu tiên của Kitty đây. Chào các bạn nha. Bạn phong cách quá đi. Bạn muốn biến hình và đến buổi biểu diễn thời trang chứ? Tất nhiên rồi. Vậy đến cửa hàng liền thôi nào. Chào mừng đến với Lucy Beauty. Ở đây nè. Kitty ngồi xuống đi. Khăn choàng lông chứ nhỉ? Và chiếc ví hàng hiệu. Cả mũ nữa. Đến lúc làm đẹp nè. Các nàng chăm chút bề ngoài. Kitty y như tín đồ thời trang thật thụ vậy. Đi xem buổi biểu diễn thôi nào. Chọn nắp nhựa nha. Nhìn kìa. Đặt bức tượng nhỏ lên trên nắp. Tượng Remy Kitty là giải thưởng danh dự đó nha. Cuộc thi bắt đầu. Ai thời trang nhất sẽ thắng giải thưởng và cực kỳ nổi tiếng. Ước mơ của mình đó. Mình sẽ chiến thắng thôi. Màu hồng là xu thế. Mình là người ảnh hưởng trên Insta. Mình trông ngầu hơn. Cả 100.000 người theo dõi trên kênh TikTok. Tạo dáng tuyệt. Mình là người duy nhất kết hợp màu sắc. Thật khó lựa chọn mà. Và đây là Hello Kitty. Ôi trời đất ơi. Thế này mới gọi là phong cách chứ. Chiến thắng quá rõ rồi. Tượng Remy là của bạn. Bất ngờ quá đi. Cảm ơn mọi người nha. Vẽ các đường viền của mặt nạ. Bạn thấy sao nào? Trang trí bằng ruy băng. Ring, cậu lại chọc tụi mình rồi. Gắn thêm lông vũ. Chiếc mặt nạ thanh lịch tạo vẻ bí ẩn cho người đeo. Nàng đang thưởng thức cốc tay, nhưng không thể trốn khỏi người hâm mộ. À, là nàng sao? Kitty, mình chụp ảnh với bạn nha. Chắc rồi. Cảm ơn. Bức hình làm trang của mình nổi lửa mất. Các bạn không tin được đâu. Hello Kitty ở đây nè. Thần tượng ơi, cho mình chụp với. Nổi tiếng vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Tội nghiệp. Nổi tiếng mệt lắm đó nha. Mình không chịu được nữa mất. Mua mặt nạ đi. Không ai nhận ra cưng đâu mà. Chơi luôn. Tiền trao cháu mút ngay. Chúc may mắn. Đeo ngay cho nóng nào. Nàng đâu rồi nhỉ? Chắc là đi rồi. Yeah, thành công rồi. Giờ ngôi sao có thể tạm xa người hâm mộ được rồi. Lấy vật dụng từ tòa lâu đài cổ nha. Này, cậu làm gì vậy? Bất ngờ chưa? Viên đá màu hồng sẽ có ích nha. Trang trí quầy bán hàng với dòng chữ Hello Kitty. Gắn đầy hoa lên nào. Trang trí giá đỡ với mấy quả cầu bông. Hello Kitty ra mắt thương hiệu cá nhân. Cô nàng vẫn rất nổi tiếng. Nàng bán kem vẫn lướt mạng xã hội. Kitty sắp xếp sản phẩm. Rinchola thì tưới hoa. Nóng quá đi. Xe kem đâu rồi ta? Có bán kem chứ. Này này. Qua quầy của mình đi. Tuy không phải kem nhưng còn tốt hơn. Món nào cũng tỏa sáng cả. Muốn mua quá đi. Cô gái mua cả khoản kha khá. Bán mình bó hoa với. Đừng làm phiền, mình bận rồi. Thật thô lỗ.
gì đây nhỉ? Phụ kiện thời trang dễ thương, mua sắm vui vẻ, lời nhiều hơn rồi. Đám đông tụ tập xung quanh quầy của Kitty. Này, chuyện gì vậy nè? Kitty, Kitty, cô nàng bán gì vậy? Ngày tuyệt vời quá đi. Lấy ra tấm xốp này nha, là chân dung của Kitty nè, trang trí với hình trái tim, đôi cánh thiên thần gắn ở sau nè. Hello Kitty, gặp chuyện gì rồi sao? Kitty nghĩ ra trò đùa này trong khi lớp giải lao. Kitty lén mang bia mộ vào. Cậu hẳn không nghi ngờ gì đâu. Kitty tội nghiệp. Đến lúc trốn thôi. Hello Kitty, gặp chuyện gì vậy nè? Thật là đáng tiếc. Cần thông báo bên ngoài thôi. Người hâm mộ chạy đến. Nàng còn quá trẻ. Mọi người nói lời tạm biệt đi. Tụi mình sẽ nhớ cậu lắm. Trò đùa thành công mỹ mãn. Ai cũng ra về. Khi lết quay đi, Kitty lấy bia mộ đi mất. Bí ẩn quá nhỉ.